Chào mọi người và các bé, mình là Thảo Kali đây. Mình chuyên quay về đời sống của người Việt ở Mỹ và cuộc sống ở nước Mỹ. Xin chào. Hồng bên nhà của má chồng nè, đi hái. Hồng thấy ham không? Trái bự quá chừng luôn ha. Trái hồi nãy là hồng mềm, hồng giòn, còn trái này là hồng mềm nè, hồng trứng á, nhiều quá chừng luôn nè. Hồng mềm, trái to to ha, trái bự lắm, trái hồng mềm á, cây của má trồng nhiều trái dữ lắm. Á, nhánh hồng giòn này thấy ham ha, cái trái này bự nè, coi nó bự to quá chừng to luôn, quằn đụng đất luôn á, cứ cứ đứng vòng vòng ở dưới đây hái thôi, nhiều dữ lắm. Hồng bên đây ngọt thanh, khi nào nó còn xanh á chát lắm, phải để cho vàng vàng như vậy nè mới ăn được nè, đó vàng như vậy đó là ăn ngon. Trái chùm chùm luôn á, trái bự luôn. Nhà má chồng có hai cây, chừng nào muốn ăn thì qua hái, vừa hái xong nó giòn ăn mới ngon. Ông xã với má chồng đang hái. Bên đó một cây, còn đây là cây hồng mềm. Hồng giòn ăn hái chín ăn liền, còn hồng mềm hái để cho nó chín mềm ăn được, không thôi nó chát lắm. Đây một cây hồng giòn nữa, có hai cây hồng giòn một cây hồng mềm. Hồng mềm bên Việt Nam mình gọi là hồng trứng á. Chín quá chừng ha, gieo qua nhà hàng xóm, gãi một nhánh qua nhà hàng xóm, người ta hái người ta đem qua người ta đưa, tại vì người ta cũng không có ăn nhiều. Ở đây cái cây cối mà gieo qua người nhà người khác thì người khác có quyền hái ăn, mình cũng không có nói gì hết, cái đó là cái lực tự nhiên ai cũng biết hết. Nhìn trái hồng mềm nè, nó vuông mà nó dài, nhiều dữ lắm. Năm nào cũng hái cả chục thao á, cái đem cho người khác chứ đâu có ăn hết đâu. Nói chung là nó gieo qua nhà hàng xóm, xung quanh là có ba cái nhà hàng xóm Việt Nam không à,
nó về qua. Trái thấy ham luôn ha. Nói chung là trái nhiều quá luôn. Cái này chín nè. Cái này chín nè. Chín về hái ăn được rồi nè. Nhà má chồng chín sớm nè. Mới gần giữa tháng 10 mà nó chín nhiều quá. Thấy ham không? Trái bự bự bự. Khu này quá trời trái luôn. Trái nhiều. Hồng mềm á. Trái thấy mê ha. Cây bơ này năm nay má chồng hái hết rồi. Trái dữ lắm mà hái hết rồi. Gốc già. Có cây quýt bợp á, trái ngon lắm, mỗi lần trái đẹp. Mà sao ba chồng chặt rồi. Chả uống quá à. Quýt nó sập sập á. Còn được có mấy chùm trái à. Thử trồng chuối sim ở đây mà mùa đông nó chết hết trơn. Lên đền có bồng cái nó hư. Ở miền Nam California trồng đu đủ có trái. Ở miền Bắc trồng thử. Tới mùa đông không biết sống không. Cây chanh ngọt. Trái nó ngọt. Trái nó ngọt mà nó hơi có cái vị nhẫn nhẫn. Trái quá chừng luôn á. Chanh ngọt á. Trái thấy mê luôn ha. Cây này má chồng gieo hạt á. Gieo hạt trồng á. Bắt đầu hồng chín tới mùa hồng. Khoảng 50.000 một ký. Mật một đô la à, cho một phao á, một phao là 440 gram. Ngon ha.
Chỗ này bán nhiều trái cây của mùa này nè, hồng, kiwi, bắt đầu vô mùa. Nó rất là ngon. Ngon hả cô? Rất là ngon. Dạ. Cái loại này nó thường bán rẻ, nó không có tròn trịa, bán vô chợ đúng sai phải tròn trịa nên nó rẻ. Mấy trái dẹp dẹp vậy nè, rẻ. Kiwi phải tròn trịa, còn cái loại tròn này không, hai loại ha, một loại trơn. Cái loại này chua lắm chị. À, cái loại này chua hả? Có lông nè. Cái loại này ngọt hả cô? Thử hả cô? Ngọt hả? Phải đây ngọt nè. Dạ, ngọt. À, cô nói ngọt. Đó, vô mùa trái cây. Hồng chín, kiwi, chuẩn bị mình đi hái kiwi. Kiwi ở đây rẻ nè. À, một đô rưỡi đó là một ký. À, rẻ quá ha. Cảm ơn mọi người đã xem, ủng hộ cho kênh của Thảo nha. Ngoài kinh chính Thảo Kali, Thảo có hai kinh phụ. Kênh Thảo Kali TV. Kênh Thảo Kali Vlog. Đăng ký kênh của Thảo để coi được nhiều video về đời sống của người Việt ở Mỹ và đời sống ở nước Mỹ nha. Cảm ơn mọi người.